Trời ơi, mấy dịch ấm tới gừng thì chứ. Nguyễn Thừa xin chào quý vị khán giả. Thì hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, trời rất giờ cũng không mưa không nắng, gió rất là mát. Giờ Nguyễn Thừa đang vô nhà của người bạn chơi để ở đây có cái gì rồi Nguyễn Thừa xem có gì rồi giới thiệu quý vị khán giả nhé. Nhà của người bạn, nhà người bạn mình nuôi mấy con vịt đã không gì nha. Đây rồi, mấy con vịt con đây, nhà bữa nay đâu ông muốn tiêu hết trơn rồi. Nhà ở quê có vậy, khán giả thấy bình yên không? Đây là mấy con gà, gà thả rông. Đó, quý vị khán giả thấy ở quê mình đẹp chưa? Gà vịt mai. Thấy rất là bình yên quý vị khán giả. Bên kia nuôi bò nữa. Thấy ở nông thôn rất là bình yên mà đẹp không quý vị khán giả? Đó, ở xa giờ mới có mương nè, sông nè, dừa nè. Ở xa xa quý vị khán giả giờ bên kia là ruộng lúa luôn á. Đặc biệt là người bạn có đây có nuôi cá rất là nhiều. Bây giờ mình thường đi lại ao cá để coi nhé. Còn cá trê không? Còn nuôi cá trê không? Còn nuôi cá trê không? Dạ. Chứ nuôi cá gì vậy? Nuôi cá dầu hả? Cho nó ăn chưa? Cho xin mớ thức ăn cho nó ăn ai? Coi cái dồ đồ chơi. Coi quay phim coi cái dồ đồ chơi. Xin. Tao gần ký mấy à. Dạ, kệ cho nó nổi đầu rồi coi chơi vậy à. Hay cho ăn hay bắt lên mồi nhậu được không? Nhậu được mà bắt nó hầu dưới chứ được mà hầu lên đâu không bắt được rồi. Còn nhậu nổi không? Hả? Còn nhậu nổi không? Cũng làm lên ra được vậy vậy chứ. Nay ở nhà của mình hả? Hơi mấy con vịt tới cưng quá ta. Dạ con làm gai, lấy gai còn bậy được hả? Hôm nay chú nhiêu rồi? Hôm nay một ký chú nhiêu rồi? Dạ, rồi coi cất nhà là đẹp quá vậy hả? Mới cất nhà sửa là đẹp quá vậy? Trời ơi đẹp. Dạ vậy ở được đẹp rồi ông ơi. Ở ruộng vịt đồ ngon quá, đẹp quá à. Thôi mấy vịt thấy kinh quá. Phải cho nó ăn rồi đủ. Dạ. Mẹ nha. Dạ con chưa xuống chụp hình cái ai. Không còn nhậu, không, nhậu hết nổi hả? Còn làm lê gai được không? Làm mấy chỉ được. Sĩ. Sĩ hay sĩ hả? Sĩ hay sĩ hả? Sĩ cỡ đủ lượng với con nằm ngủ luôn rồi. Ủa khỏi vậy là nó chuẩn bị á hả? Nó chuẩn bị nó ăn. Ôi, nó dựng sống tùm lum hết trơn ha. Nó không có đổi đầu hết ta. Nổi chứ. Nổi không chú? Hả? Nổi không? Nổi. Này thức ăn đâu phải cá, này thức ăn vịt mà không có ăn. Thức ăn vịt. Thím đâu rồi? Đi mua ghe chai. Khi nào mới về? Chắc 4-5 giờ mới về. Sao ở nhà buồn mình có mình sao buồn chịu nổi? Cũng ngán chịu hả? Ừ. Mấy con đâu hết rồi? Có hai, đúng rồi, có hai chồng. Con nữa? Có hai nặng trai chứ gì. Không dẫn với ai nữa? Với thì mình phố. Dạ. Cũng hàng cửa vậy nè. Ở nhà mình hết, ổ đó nổi lên kìa chú ơi. Nói vậy sao? Đó không có sức, không đẻ nữa, đẻ chỉ có hai đứa vậy. Giờ buồn. Nào còn bốn đứa con gái nữa chứ gì, ba đứa con gái. Tại có chồng hết ha. Ừ. Chứ tưởng là nó tiết kiệm đẻ có hai đứa rồi giờ than buồn. Này sao không có hồ, không bắt hồ cầu hả? Đâu có đã nuôi ăn 10 bắt hồ cầu. Bây giờ hồ cầu dưới con cá cái mấy trở lên luôn á. Có hồ cầu ăn mới ngon chứ mày. Hồ cầu nó mới dai cá.
Hôm nay cá trê hả? Đâu, đâu để con xin miếng. Ôi, cá trê nó ăn. Cá trê ăn dữ thiệt chứ. Chứ đã cá trê phi mà. Ôi, nó quặn đụng nước luôn trời. Trời ơi, nó mà xô nó để một cái ụm xuống là nó quặn một hồi một hết trâu luôn á. Xin con ăn được không? Hả? Xin con cá trê ăn được không? Mày sao mày bắt? Thôi ăn đẩy. Xuống bò. Mà đâu có miền trại đây nữa. Ký cho con đó nha. Trời ơi quá trời vậy, cái ao này đặt ngừ cá luôn mà. Đây, ở đây giờ nghe nó thoáng mát khỏe vắng trong người liền ta. Ôi, nó lạnh chết bà nội. Dạ thì nó lạnh mát mát vậy nó khỏe nè. Gió mày cuộn vô lạnh hả chú? Ở đây cái ghe nè quý vị nhá. Ở miền Tây mình có cái ghe, ghe nhỏ. Bên kia ai nuôi gì chú, lúa trổ chứ vậy? Lúa dịch hả? Dạ có nào, giờ anh lên làm võng sướng không? Ở đây là thấy khỏe nhất nè. Khỏe nhất, đụng lạnh chết mẹ, trời gió đụng. Sao không kêu bả về cho ấm? Hả? Sao không kêu bả về cho ấm mà để bả đi tùm lum hết trơn thằng lạnh. Thì mua cái chai dịch nữa cũng phải kiếm tiền. Không phải kiếm tiền như bắt ba ở nhà hoài hả? Ừ. Thôi con về chú ơi. Ừ. Con về ở nhà chú nha. Mày bỏ gạo phải không? À. Mày rễ của tư dân phải không? Dạ rễ của Úc Quanh. Úc Quanh chứ Úc Quanh. Dạ. Con về nha.